Vâng. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Johnny Thông đây. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn rút cái số tiền mà các bạn chia sẻ cái đồng tiền crypto hay viết tắt là CBT về ví uh, Ethereum mà đặc biệt trong cái trường hợp này là My Ether Wallet. Thế thì bây giờ bao nhiêu trong số các anh chị ở đây uh, đã từng đăng ký crypto và đã có chia sẻ ra thì anh chị sẽ được tặng Ethereum. Đó. Thế, thế, thế thì bây giờ anh chị sẽ vào gì đầu cái website có tên là crypto.com à, sau đó các anh chị sẽ bấm vào login đăng nhập á anh chị thì khi mà bấm vào login login đăng nhập thì có một cái điều anh chị phải biết là nó sẽ hỏi các anh chị là viết nó sẽ gửi qua email cho các anh chị ạ ừ. tôi lấy ví dụ ở đây là mỗi một lần đăng nhập crypto nó sẽ gửi cho các anh chị cái mã code để đăng nhập vào thì anh chị vui lòng copy cái mã code này để dán vào cái crypto này nha thì hiện nay nó huy động được là 23 triệu rồi và nó huy động được 38.000 ETH 1.700 Bitcoin và anh chị thấy là tôi cũng mua đồng này là 133 133.000 khoảng tương đương 1.000 đô á và tôi có 9,1 ETH tức là tiền uh, chia sẻ trong group. Và ngày hôm nay tôi hướng dẫn các anh chị là rút nó về thế nào, withdraw Pro thế nào. Ok. Để mà withdraw Pro cái số tiền ở trên Crypto này về ETH để anh chị bán cũng như là thanh toán uh, Ethereum. Thì anh chị sẽ vào cái uh, cái ví My Ether Wallet của mình. Anh chị Uh, cái clip trước tôi đang đang hướng dẫn các anh chị cách đăng ký My Ether Wallet này rồi. Anh chị đăng ký giống như lần trước và bây giờ anh chị đăng nhập nó vào. Uh, tôi sẽ đăng nhập nó bằng uh, Key Store. Right không. Key Store này. Tôi sẽ select cái Key Store này của tôi download để về. Đó. Sau đó các anh chị bấm bắt buộc, chính là cái bắt buộc lần đầu tiên anh chị anh chị lập ví My Ether Wallet đó thì anh chị sẽ unlock cái này thì nó hiện ra cái ví. Đây là địa chỉ ví My Ether Wallet của tôi, tức là địa chỉ ví Ethereum. Hiện nay thì trong này chưa có Ethereum nào. Ok. Hiện nay giá Ethereum là 301 đô một Ethereum. Đó. Rồi bây giờ tôi sẽ lên tôi đã có địa chỉ ví rồi và tôi lên Crypto này. Tôi bấm withdraw. Tôi sẽ gán địa chỉ vừa rồi tôi copy vào đây. Và tôi sẽ kiểm tra lần nữa là cái này chính xác hay không là 096 cuối cùng cái này 096 đúng chính xác luôn và tôi sẽ rút ra hết số tiền này là 9,16 749 là số tiền mà tôi có được nó có khoảng gần 3.000 đô ạ đây 9.100 Ok và lúc này tôi sẽ bấm cái gì là tôi sẽ send tôi gửi nó đi và bây giờ tôi phải đánh bắt buộc vào à, và tôi sẽ gửi và lúc này cái trong email của tôi sẽ xuất hiện một cái đoạn code và tôi sẽ phải check email này để lấy cái đoạn code này ok đây à, crypto transaction đây và đây chính là đoạn code của việc cái transaction của tôi và nhiệm vụ của tôi là điền cái code này vào và tôi bấm gì Send Vâng, nó sẽ báo này the transaction is now pending Tức là đang ở dừng, đang chơi xử lý pending Waiting to be sent Và anh chị sẽ kiểm tra trong cái transaction history này à, Anh chị vào đây, cái transaction history này Anh chị sẽ thấy là nó đang ở trong tình trạng gì? Pending Tôi vừa rút ra 9.1 này và cái tình trạng này đã đang pending Và địa chỉ ví của tôi về ví Ethereum là cái này và tôi rút về vào lúc 13 giờ 45 và 11 tháng 11 là ngày hôm nay. Vậy thì tôi đã hướng dẫn các anh chị rút à, cái ETH thành công khi mà anh chị có số tiền mà chia sẻ cái crypto này ra. Tôi chia sẻ crypto này trong một đêm thôi và họ đã đăng ký và bây giờ tôi có số tiền là 3.000 đô. Từ cái giá của Ethereum hiện nay là khoảng 303-304 đô và một lần nữa nếu anh chị có cái crypto này thì anh chị hãy rút ra trong ngày hôm nay nó cho phép anh chị rút ra và đây là điều tuyệt vời và tôi sẽ rút ra để tôi mua những cái ICO trong thời gian sắp tới như hiện nay đó là home Homeblockcoin và Ucoin Cash và rất nhiều những cái đồng tiền tiếp tiếp theo và một lần nữa tôi xin cảm ơn và uh, xin chào hẹn gặp lại các anh chị nếu thấy cái này bổ ích hãy like share, comment và subscriber kênh của tôi ở trên YouTube, ở trên Facebook. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Tôi là Johnny Thông đây.